Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Chí Việt Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Chí Việt Đỗ Đức Nam, cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và 5 đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đã lên kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán. Trong đó, Nhân nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt. Còn Nam thì đề xuất và được Phạm Thanh Tùng đồng ý để Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Chí Việt cho nhóm của Nhân vay hơn 748 tỷ đồng. Với số tiền này, Nhân và Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán, liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh hấp lệnh mua bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung cầu giả. Để thu hút nhà đầu tư tham gia mua hai mã cổ phiếu này, Nhân còn lập nhóm Facebook Louis Family với hơn 10.000 thành viên. Hành vi của các bị cáo trong khoảng thời gian từ đầu năm đến tháng 9 năm 2021 đã đẩy giá cổ phiếu BII từ mức 6.200 đồng lên đến 33.800 đồng một cổ phiếu, đẩy giá cổ phiếu TGG từ mức 1.800 đồng lên mức 74.800 đồng một cổ phiếu. Đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, nhóm bị cáo Nhân kết thúc thao túng thị trường chứng khoán bằng việc bán cả hai mã cổ phiếu và thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.